Không chỉ đồng bào Ba Cô, Tà Ôi, Cơ Tu mà người Vân Kiều, Rục, Arem, Quảng Bình cũng xem rượu đoát như một thức quà của mẹ Đại Ngang. Tháng 3 âm lịch, người Arem xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch thường vào rừng lấy mật ong và săn rượu đoát giữa vùng lõi di sản Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Anh Đinh Xứng, một thanh niên người Arem hiểu rừng như vườn nhà mình cho biết, hàng năm đoát đơm bông kết trái từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch. Đây cũng chính là thời điểm bà con đi lấy rượu. Để lấy được rượu, phải tìm cây đoát to bằng một choàng tay người ôm, có tuổi đời từ 3 đến 5 năm. Cây càng to thì cho rượu càng nhiều. Có nhiều cách để lấy rượu đoát. Người Arem thường dùng dao thật sắc, xén phía trên ngọn, cố gắng làm sao cho vết cắt thật ngọt để ngọn cây đoát không bị thối và cho nhiều rượu trong thời gian dài. Nếu cây đoát lâu năm, không bị sâu, ngày đầu tiên có thể hướng được cả chục lít rượu. Mỗi cây đoát trưởng thành cho rượu khoảng 3 đến 4 tháng mới hết. Sau đó, đồng bào cho cây nghỉ lấy sức. Lần sau muốn lấy tiếp, phải dùng dao hớt ngắn đi một đoạn giúp cây cho rượu mới. Lúc cây dao quắm vạt ngang qua ngọn cây cũng là lúc một thứ nước trắng đục tứa ra từ giữa lõi non. Khi chưa được ủ lên men, nước đoát có màu đùng đục như sữa, mùi nồng nồng, vị chua chua. Thức uống kỳ lạ này được đồng bào xem như là một thứ nước giải khát, nhưng sau đó là cảm giác lâng lâng lan tỏa. Để có rượu đoát ngon, mỗi khi đi lấy rượu, bà con phải chuẩn bị can có chứa sẵn một loại rễ cây được lấy ở tít trong rừng sâu để làm men. Nước trong thân cây đoát cùng rễ cây đó ngâm qua một đêm để lên men mới tạo thành rượu ngọt lành. Đây là bí quyết của đồng bào, anh Xứng cho biết. Vì là rượu tự nhiên, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào nên uống rất êm, cảm giác khoan khoái. Rượu đoát không làm người uống say bí tỉ, đau đầu, mệt mỏi và độc hại như những loại rượu trôi nổi ngoài thị trường. Không những thế, với loại rượu này, chị em phụ nữ cũng có thể vô tư thưởng thức. Ngoài việc cung cấp thức uống ngon, lá cây đoát trước đây còn giúp cho đồng bào che mưa nắng. Thân cây có thể làm món nhúc đoát ăn thay cơm trong mùa giáp hạt. Gia làng Đinh Rầu cho biết. Truyền rằng ngày xưa có một đám thợ săn mãi đuổi theo con thú đã bị lạc vào rừng. Đến khi hết cái ăn mang theo, nước cũng cạn kiệt, thì họ bỗng nhìn thấy dòng nước chảy ra từ thân cây, nhìn giống như cây dừa. Khi uống vào cảm thấy sảng khoái, hưng phấn như uống rượu. Sau khi thoát chết, họ quay về loan tin về loại rượu vô tình được phát hiện kia. Ngày nay rượu cồn, bia lon được thương lái dưới xuôi mang lên bán tràn lan, nên dân bản cũng dần quên hương vị khó tìm của loại rượu tự nhiên này. Chỉ khi tháng 3 về, đồng bào mới rủ nhau đi lấy rượu đoát. Ngôi nhà có bức tường biết ngáy là của bà Chính, nằm dưới chân đồi, thuộc khu 7 của xã Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ, một khu vực khá hẻo lánh. Phải men theo đường núi quanh co một quãng đường khá dài, chúng tôi mới tìm đến được ngôi nhà này. Lúc chúng tôi đến, bà Chính đang ở nhà một mình, cùng với đứa cháu mới về chơi. Bà Chính cho biết, đã sống ở ngôi nhà này khá lâu, con cái đã phương trưởng nên chỉ có bà và chồng ở cùng nhau. Thỉnh thoảng mới có đứa cháu về chơi với ông bà. Bình thường người chồng bà đi làm cả ngày, bà chỉ ở nhà có một mình, quanh quẩn làm việc vặt trong vườn, nhà. Khi chúng tôi hỏi về hiện tượng lạ ở bức tường, bà Chính liền rào đón. Sống đến ngần này tuổi rồi, tôi không bao giờ tin chuyện ma quỷ, nhưng hiện tượng có tiếng ngáy ở trong bức tường nhà tôi là có thật và thực sự là rất khó giải thích. Theo bà, sự việc bắt đầu xảy ra từ hôm 19 tháng 3. Sáng hôm đó tôi chuyển bàn thờ xong nhưng chưa kịp thắp hương thì mệt quá nên lên giường nằm nghỉ. Đang nằm mơ màng, bỗng nghe tiếng ngáy khò 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 rồi tiếng ú ớ của đàn ông đâu đó vọng lại. Tôi định thần một chút mới cả kinh khi xác định tiếng ngáy có vẻ như phát ra từ phía bức tường, khu vực treo bàn thờ. Lúc đầu tôi cứ tự trấn an, có thể do mình mệt nên nghe nhầm, nhưng khi âm thanh mỗi lúc một rõ ràng khiến tôi cũng thấy lạ nên vội chạy sang nhà chị hàng xóm kể lại sự tình và nhờ sang xem tôi có nghe nhầm không. Chị hàng xóm cũng là một người bạo gan, liền cùng bà sang để kiểm tra.
Lúc sang, chị hàng xóm ngồi chờ một lúc không thấy gì, liền cho rằng bà Chính bị hoang tưởng hoặc nghe nhầm gì đó. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, những tiếng khò 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 kỳ lạ bỗng tiếp tục phát ra ở bức tường. Tiếng ngáy lúc thì kêu ở khu vực phía sau tủ quần áo, lúc thì chạy lên gần mái nhà. Chị hàng xóm cũng như không tin được vào tai mình nên cố gắng áp thật sát vào tường để nghe cho rõ ràng. Nhìn thái độ của chị hàng xóm, tôi cũng bắt đầu thấy sợ. Tôi đứng cách một đoạn, vừa nghe vừa quan sát kỹ động thái của chị ta. Một lúc sau, tôi bắt đầu thấy sắc mặt của chị ta bắt đầu tím tái, người run lẩy bẩy rồi bỗng lăn đùng ra ngất. Không ngờ tôi yếu bóng vía rồi, chị ta còn yếu hơn tôi. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng hô hào mọi người sang khiêng chị ấy về nhà nghỉ ngơi. Từ hôm đấy đến giờ, chị ấy sợ không dám bén mảng sang nhà tôi nữa, bà Chính kể. Anh Nhân 31 tuổi, hàng xóm của bà Chính cho biết thêm. Mấy hôm có tiếng ngáy trong bức tường nhà bà Chính, tôi cũng có sang xem. Mà sau khi nghe chuyện thì cả làng người ta cũng đến nghe, chứ không phải mình tôi. Khi sang, tôi cũng nghe cứ thi thoảng lại có tiếng ngáy phát ra trong bức tường. Nhưng vì không tìm được cách giải thích hợp lý, tiếng ngáy lại rất kỳ quái nên khi nghe thấy cũng lạnh người. Nói thật, trước đây tôi cũng hay qua lại nhà bà Chính, nhưng từ khi có chuyện đó, tôi cũng không dám qua chơi vào ban đêm nữa. Bà Chính cũng cho biết, khi mới bắt đầu phát hiện sự việc, gần như cả làng kéo đến nhà bà để chứng thực hiện tượng kỳ lạ. Nguyên cả ngày 19 tháng 3, tiếng ngáy vẫn cứ chốc chốc lại phát ra từ bức tường. Nhiều người khi đến thì háo hức, nhưng khi nghe thấy tiếng ngáy một lúc thì sợ bỏ về. Tuy nhiên cũng phải đến khoảng 10 giờ đêm hôm đó, mọi người mới ra về hết. Đêm hôm đó tôi phải thắp đèn đến sáng mà không dám ngủ. Cũng may ông xã nhà tôi cứng bóng vía nên tôi vững tâm hơn. Tuy nhiên ban đêm tĩnh mịch, tiếng ngáy cứ thi thoảng lại vang lên một cách rõ rệt khiến tôi rất sợ hãi, bà Chính kể. Nghe chúng tôi nói chuyện, đứa cháu trai khoảng 4 tuổi của bà Chính, tinh nghịch vừa chạy quanh vừa nói. Nó cứ ngáy như thế này cô ơi, khò, khò, khò. Bà Chính liền giải thích, có lần đang ngồi chơi bỗng nghe thấy tiếng ngáy trong tường cất lên khiến cô cậu sợ quá, nhảy tót lên giường ôm lấy bà. Bà Chính cho biết, do quá lo nghĩ nên gia đình quyết nhờ sự chỉ bảo của thầy bói. Theo lời chỉ dẫn của thầy, chúng tôi phải đóng 5 cây cọc tre lên tường và lên mái ngói để xua đuổi tà ma. Từ đó, đến giờ khoảng hơn 1 tháng rồi mới không nghe thấy tiếng ngáy và tiếng kêu từ trong bức tường nữa. Bây giờ đi ra đường, người ta còn hỏi tôi tiếng ngáy đó còn kêu không. Tôi phải vội trả lời hết lâu rồi để mọi người yên tâm và không xa lánh gia đình nữa, bà Chính cho biết. Để xác minh thực hư câu chuyện khó tin này, chúng tôi tìm đến chính quyền địa phương để tìm thêm thông tin. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Kiên, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết. Chính quyền xã cũng có nghe thông tin nên đã cho người đến kiểm tra. Một số người khẳng định đã đến và nghe thấy hiện tượng lạ đó. Nhưng lúc chúng tôi đến thì không nghe thấy gì cả. Bà Chính có nói, thường về buổi chiều hay buổi tối, thường phát ra tiếng ngáy, nên chúng tôi nghĩ đó có thể là tiếng kêu của côn trùng hoặc cây cối, nghe giống như tiếng ngáy, chứ không phải là bức tường có thể phát ra âm thanh. Nếu bức tường mà phát ra tiếng kêu, thì nó phải phát ra tiếng kêu liên tục. Đằng này nó chỉ kêu một thời gian rồi hết. Nhà bà Chính ở giáp với đồi trồng rất nhiều bạch đàn và cây cối rậm rạp, nên có thể phát ra nhiều tiếng động lạ. Hơn nữa hiện tại gia đình bà Chính neo người, người chồng thì hay uống rượu say, đi làm cả ngày đến đêm mới về, có mỗi vợ ở nhà. Ngôi nhà thì ở rất sâu trong xóm. Trong căn nhà thanh vắng, người bình thường đi vào nhà ấy ban ngày cũng có cảm giác sợ, ấy chứ huống chi một mình bà Chính là phụ nữ, lại hay ở nhà một mình. Khi xảy ra sự việc, chính quyền đã có biện pháp tuyên truyền để người dân khỏi hoang mang, yên tâm làm ăn. Khoảng một tháng nay thì chúng tôi cũng không thấy người dân bàn tán về chuyện này nữa. Rất tiếc do hiện tượng lạ không còn nên rất khó xác minh chính xác nguyên nhân phát ra tiếng động ở nhà bà Chính.